Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay, theo một tin nhắn của bạn Phúc Lê ha, thì chúng ta có một con game Đấu La Đại Lục mà phiên bản thâu GME nha anh em. Đó. Rồi, thì bây giờ hướng dẫn anh em đăng ký luôn ha. Rồi dòng đầu tiên chúng ta sẽ chọn là tài khoản. Rồi dòng thứ hai là chúng ta sẽ chọn mật khẩu. Dòng thứ ba là nhập lại mật khẩu. Rồi ok, đăng ký. Rồi đây chúng ta có 5 server luôn nha anh em. Ok, thử server 5, server mới coi nó ra sao ha. Đó. Rồi vừa vô thì chúng ta sẽ nhận được quà đồ, không cần chạy nhiệm vụ đầu game luôn. Đồ ngon vậy. Cái này mới ngon nè. Mấy bạn mà bây giờ chạy nhiệm vụ đầu game là khá là mệt và khá là phiền phức ha. Theo nghĩ là cứ vào là cứ cho người ta như vậy đi là được rồi. VIP thì nó cho VIP bao nhiêu đây ta? Đồ. Ok, VIP 5, VIP 6, 7 8 9 10. Rồi cái này là nhiệm vụ hàng ngày hay là gì nè? Năng động, năng động. Ok. Ok, cái này chắc là nhiệm vụ mới lên level thôi. Mà theo nghĩ không cần chạy nhiệm vụ thì vô nó không bắt ép chúng ta, không vậy thì ngon. Mấy bản Việt Nam lên như vậy nè ha. Giờ vô không có gì hết, giờ chắc được đi quay tướng rồi. Ok, đi quay chúng ta. Con đầu tiên thì chắc là đó, nhưng chúng ta đã biết mấy con này thôi. Để mua 10 viên cũng rẻ à, cứ mua đi rồi đầu chạy nhiệm vụ chút à. Thì chúng ta sẽ lên được level, chủ yếu là cũng lên level để mà mở mấy cái được một con ếch chứ. Được được được. Thôi được hai con như vậy đủ rồi, đi vô chạy nhiệm vụ đầu game cái ha. Nó không bắt nhưng mà chúng ta muốn lên level chúng ta cũng phải chạy nhiệm vụ đầu game cái đã anh em. Chứ vô mà heo nghĩ không chạy nhiệm vụ đầu game thì chắc nó cũng ăn thành sắp mặt luôn á. Mà nó đỡ hơn là chúng ta không bị bắt ép vào làm một thứ gì đó thì nó sẽ dễ chịu hơn. Trời ơi, boss què gì đánh mấy cái chết rồi, vậy là được rồi. Lên được cấp đồn má một phát lên level 5 luôn hả? Ai ok ok, vậy là thơm rồi. Nó cho à, nó cho quét luôn anh em. Rồi thơm luôn bữa à. Thơm 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 thơm. Rồi nó không có bắt ép gì hết. Wow. Ok, heo hít chơi những cái loại mà server như vậy nè anh em. Vô là mình muốn làm gì mình làm à. Nó không có bắt mà ừ phải vô mà phải làm cái này làm cái kia cho nó. Ok được, duyệt nha. Rồi bây giờ nó mới bắt nè. Rồi đi thật đi chậm. Ô ô, cái này mấy bạn Việt Nam nên học hỏi cái này ha. Em thấy cái này nó hay nè. Đó, không có bắt gì hết luôn, nó kêu vô như vậy. Ok anh làm thôi. Đó, anh làm có anh chơi không làm thôi à. Rồi tiếp luôn. Level 16 rồi đó anh em. Rồi, không thích làm mà thôi bấm ga. Ok, để heo cho nó lên luôn level 20 cái đã. 18. Rồi, 20 nè hả. Tiếp luôn. Có người ăn có lòng tham mà, 22. Rồi ok ha.
Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần thâu hả? Gì đây? Rồi đây là trang thâu của chúng ta. Thì cái trang thâu này chúng ta có chọn server luôn nha anh em. Hiện tại thì gì? Cái này chúng ta phải đây. Rồi chúng ta chọn server 5. Ở đây là tài khoản. Vui lòng nhập tài khoản trò chơi của bạn, mật khẩu trò chơi cả nhà yêu. Rồi 1 2 3 4 5. Ủa sao chưa? Rồi 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ chúng ta nghe nói là mấy cái này không sử dụng được thì phải. Bấm vô lợi ích gì nè. Đó, nhận quà thành công. Như vậy là này xem số dư tài khoản của bạn. Số dư là 0, phiếu chắc này phải mua rồi. Cái này là mô tả. Phải xem hướng dẫn sử dụng. Khi sử dụng công cụ phải luôn giữ vai trò trực tuyến. À phải luôn online ha. Hư chú ý đến việc thu thập dư thừa, không chịu trách nhiệm. À giới thiệu về gói. Ở đây nó có giới thiệu luôn nè. Ok, giới thiệu thì mình đọc thôi. Quan trọng nó có dịch được cái này không có đó. Đậu xanh cái phần này nó không có dịch anh em. Rồi ok. Thư đâu? À đây nè, nó vô hư nè. Đồ. Wow, ok ok. Hôm hôm hôm. Đây đây đây, kim cương nè anh em. Nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500 triệu kim cương. Wow. VIP, AC VIP thì full rồi. Còn cái này kim cương thì chắc kim cương nạp. Rồi đây là một con tướng ít cộng. 2 con tướng ít cộng. 3 con tướng ít cộng. 4 con tướng ít cộng. 5, 6, 7. Ok, rồi có vé tới 2.000 luôn. Rồi cái này... đồ để mà nhận mua trong thương thành đó anh em. Đồ thơm. Oh my god, thơm rồi. Được nha. À, cái này giống như quà nạp vậy anh em. Hả, VIP 15 luôn kìa. Đâu thử lại cái nữa coi. Bấm lợi ích, bạn đã nhận lợi ích của người chơi mới bắt đầu. À, vậy là chỉ nhận được một lần à anh em. Cái này là bạn xác nhận bạn có muốn nhận không. Anh dạ, bạn không được đáp ứng nhu cầu. À vậy mấy gói này chúng ta không được nhận rồi. Cái này kiểu như là phải nạp hay gì đó. Ok ok. À vậy là mỗi người chỉ được một lần thôi nha. Ok ok. Vậy cũng được rồi anh em. Vậy là ngon rồi hả? Đó, bây giờ chúng ta được 500 triệu. Rồi 2.000 tệ. Cộng với 2, 4, 6, mấy con tướng nữa. Hôm. Rồi vô thương hành thì chúng ta lại có đồ chúng ta mua nữa. À, nãy được 148 hả? Vậy được mua đúng không còn à? Ok. Đồ đẹp ghê mà anh em. Wow. Thế lầy là thế lào. Hôm nha. Chúng ta chỉ mua được ngoại trang của một con à. Đồ trai với bộ nọ. Ta mua được bộ này với bộ này. Con này nữa ha. Đồ má đẹp dữ ta. Quy luôn cả xu thời trang luôn thì thơm rồi. Ủa con này con nào hả ta? Ủa con này, ủa tướng mới hả? Chứ cái này là tướng mới ta. Nhưng mà tướng ít cộng thì hồi nãy giờ cũng khá nhiều rồi đó. Nè 1, 2, 3, 4 5. Wow, bản này có mấy con ít cộng luôn ta? Bản này bản mới hả? Á đù, bản mới. Vô coi cái danh sách tướng rồi ta. Vô coi là biết rồi nè. Ủa nó cũng chỉ có mấy con thôi mà nó kỳ vậy ta. Rồi ok, ta sẽ nhận mấy con này ha. Bản này mà được việt hóa nữa là thôi là mát ngon nha anh em.
À, ok. Vậy cũng được rồi, vậy cũng được rồi anh em ơi. 500 triệu kim nguyên bảo mà, nó là 500 triệu kim cương mà, đòi hỏi gì nữa. Quy 4 con tướng đỏ, SS cộng với lại thêm 3 con SS nữa. Hôm rồi, rồi cảm ơn bạn Phúc Lê nha. Rồi bạn Phúc Lê cứ dặn heo, dặn đi dặn lại là phải up cho anh em hôm nay. Nên là ok, heo dành chút thời gian ra là làm video up cho anh em ha. Nên là anh em like, share, hợp mạnh tay vào ha. Và ai có con gì ngon thì gửi cho heo với ha. Mạnh dạn gửi cho heo để heo có gì up cho các anh em khác chơi ha. Đó, ok, vậy là thấy thơm rồi. Có gầm ơi, tự thâu tự ấy luôn ha, không cần mà phải qua heo hay là qua ai hết, vậy là khá là hôm rồi á. Chúng ta nhắc lại ha, chúng ta chọn cái server chúng ta chơi, chúng ta bấm tài khoản, mật khẩu, rồi bấm lợi ích người mới ha. Đây nè, là chúng ta sẽ nhận được kim nguyên bảo, rồi kim cương này nọ ha. Ok, một mã nó kích duyên hết luôn cho nhau đó. Đó à. Được, cái này là nó chỉ thiếu có cái là nó thiếu nạp đầu thôi anh em. Đó là không phải, nó thiếu việc hóa thôi. Đó, việc hóa là nó thiếu thôi, hình như là chúng ta có tệ mà 2000 tệ chúng ta có thể nạp vô và chúng ta lấy cái lợi ích đầu game luôn, và nạp đầu luôn. Bây giờ đi kiếm cái gói mua. Mấy cái này giờ cũng không quan trọng lắm luôn á. Cái này chúng ta giờ đi lấy cái không lẽ mua cái này ta. Thôi mua con này đi. Này thì nó mát mẻ hơn nè. Mà nhìn cái con nhân vật của nó xấu quá, mua cái này đi. Ok, mua một lần là hết. Ở đây có khá nhiều tướng ha. Đó. Đẹp như thế này thì làm sao mà từ chối được trời. Còn cái này là làm sao mà mua. Thì nó mua không được cái này ha. Ở đây có bên tướng thường nữa hay gì này, gì á, không thấy mình đâu hết rồi, đậu xanh. Nó tàn hình nữa, hàng này tàn hình nữa. Đây, shop, chưa mát VIP nữa anh em. Đây, quà VIP nè ha, chúng ta còn chưa mua nữa nè. 16, 17, 18, 19, 20 lận. 20 thì bây giờ chúng ta cái chỗ nào nó bán đồ vé tệ đó ông ta, là cái vé mà mua tướng đâu anh em, mua ấy đâu á, mua ngoại trang rồi gì đây đậu à, nó dưỡng cái trang web què vậy nè, này phải hót ra rồi.